Em chọn một cái sân của trường rất là nắng, em mời các bạn ra tập. Đầu tiên em cho quay trái quay phải, cô ta cái tập lăng chăng từ đầu là không ưa rồi. Em mới nói các thành viên còn lại là thôi các bạn tập không đều, mời các bạn vô đây đứng để xem đại đội phó tập mẫu cho các bạn một lần. Lương cấp theo tuần nha. Đi làm cơ quan thì cấp theo tháng, về nhà vợ cấp theo tuần. Cái nào cũng như em, dạ 200 ngàn. Gì một tuần 200 ngàn hả? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Đinh Mạnh Nam, năm nay 27 tuổi, hiện đang công tác tại Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Rồi, còn em? Em tên là Đỗ Thái Ngân, 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh ạ. Một người là miền Đông, người miền Tây. Dạ. Đúng không? Vậy Đông Tây gặp nhau sao? Hôm đó là một ngày đầu tiên học quân sự, vô tình em cô ấy chung một tiểu đội. Khi mà chia tiểu đội xong thì thầy hỏi là ở đây có bạn nào viết chữ đẹp lên viết danh sách dùng thầy. Cả 200-300 người chưa có ai kịp giơ tay, cô bé cô lanh chanh đứng lên. Chắc này em viết chữ đẹp luôn. Dạ cũng bình thường, tại vì ngày trước thì em hay tham gia binh đoàn á, cho nên là em rất là thích xung phong và được thầy phân công cho là đại đội phó. Đại đội phó, thì lúc đó em là gì? Em là tiểu đội trưởng ạ. Trời, vậy là em quá thấp so với cô ấy đúng không? Dạ. Cho nên là em phân công chồng em làm tiểu đội trưởng thì chồng em không chịu, rất là hách dịch. Rất là khó chịu với em. Em là đại đội phó, dạ. Đây là tiểu đội trưởng thì dạ, chắc chắn là em sẽ đi ông tiểu đội trưởng này dữ lắm. Nhưng mà không anh ạ, ngược lại. Tại vì khi mà ở một lớp thì em là rất là có uy, nhưng mà khi mà nằm ở trong tiểu đội thì em chỉ là thành viên thôi. Anh ta rất là đì em. Đì khổ sao? Thầy có chỉ đạo cho từng tiểu đội là tập nghi thức quay trái quay phải với đi đều. Thì em chọn một cái sân của trường rất là nắng, em mời các bạn ra tập. Đầu tiên em cho quay trái quay phải, cô ta cái tật lăng chanh từ đầu là không ưa rồi. Em mới nói các thành viên còn lại là thôi các bạn tập không đều, mời các bạn vô đây đứng để xem đại đội phó tập mẫu cho các bạn một lần. Cái tật lăng chanh đó, bắt tập mấy tiếng? Dạ chỉ cần 5 phút thôi là đã chịu không nổi rồi chứ. Đầu tiên cho quay trái quay phải, xong rồi đằng sau quay. Nhưng mà anh ấy cho em quay phải luôn. Thế là em tức quá, em quay em nói vừa phải thôi nha. Thấy người ta không nói là tới. Rồi khi mà vô học lý thuyết thì em kêu là tất cả các tiểu đội điểm danh bạn nào vắng, kêu là cái con nhỏ số 10 nó vắng á. Thế là em lên em nhìn danh sách thì em mới biết là cái tên số 10 là tên của em. Rồi đại đội phó với lại tiểu đội trưởng là có lần nào xung đột mà đi đến xảy ra là thượng cẳng chân hạ cẳng tay chưa? Dạ chưa ạ, chỉ là chơi thăm nhau như vậy thôi ạ. Cái lần là bắt đầu quay vòng vậy hả? Dạ. Sao thương nhau được ta? Vậy thì đến khi nào hai bạn để ý nhau? Dạ. Người nào để ý nhau trước? Cô ấy. Không, anh ấy. Ủa vợ ấy. Nói chồng nói vợ gì cuối cùng lại? Tại vì ấn tượng đầu tiên của em là rất là ghét chồng em. Rồi cuối cùng là sao? Chắc là do ghét của nào chơi trao kiểu. Thôi nó phải có một cái điểm mất mà còn nguyên nhân. Một cái ngày nào, một cái giờ nào, và trong một cái thời tiết nào, không gian nào để hai bạn chợt nhận ra rằng là mình phải gắn chặt với nhau chứ? Dạ, tại vì có một lần là anh chồng em thì rất là dạy gái. Dạy gái hả? Một lần là vô tình là về quê kêu em là khi nào về thì nhắn tin cho Nam biết. 200 mấy học sinh, chỉ có khoảng có gần 10 thằng con trai thôi, tại học lớp kế toán mà. Ở ký túc xá tâm sự với nhau, bảo có con bé đó, đại đội phó mình nó ghét lắm, mấy thằng đó nó với thách em là bảo bây giờ mày có tiếp cận được nó không, thách đó, tán tỉnh nó có được hay không. Thì ra là thách thức. Khích bác khích xong chính vì vậy mà cổ đi về quê rồi, nên là gì nhắn tin hả? Khi em về em cũng chẳng thèm nhắn. Thế là gọi điện lại nói là tại sao mà Nam nhắn tin mà sao Ngân không có trả lời. Thế là em cho khâm lại, máy hết tiền rồi. Khoảng 10 phút sau á là trong điện thoại em là nhận được 50 ngàn. Em suy nghĩ là người ta đã nạp kẹt cho mình rồi mà chẳng lẽ bây giờ mình không trả lời lại thì nó cũng kỳ quá. Thế là em mới nhắn tin qua nhắn tin lại. Thì từ lúc đó là tụi em có cảm tình với nhau. Đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau 2 tháng 11 ngày. Đến khi nào cưới nhau? 6 năm à? Hơn 6 năm. Trời ơi. Là mới đây hả? Dạ, em mới cưới. Cái ngày đám cưới có cái kỷ niệm gì nó ấn tượng không? Ngày đám cưới thì do là chắc trước đây cô hay giận quá nên ngày đám cưới nó cũng có một chút gì đó trục trặc. Thay đổi xe hoa đến 3 lần. Là sao chị chưa hiểu? Dạ, em với vợ em là cách nhau là khoảng 150 cây hai nhà. Từ buổi tối là đi đón dâu đi được 20 cây thì cái xe đó nó bị lủng vỏ bên phải. Thì cái xe đấy không mang theo vỏ sơ cua, thế là phải dời hoa qua một cái xe trong đoàn khác. Đi khoảng thêm 60 cây nữa, cái xe lại bị lủng tiếp, cũng cái vị trí đó luôn. Đánh sau bên phải luôn. Dạ, thay cái vỏ sơ cua của xe đó vô thì cái xe đó cái vỏ nó lại bị phù một bên, không thể chạy được xa. Thì ráng chạy thêm xíu nữa thì điện cho một cái xe trong đoàn, cùng hãng cùng hiệu, quay lại cho mượn cái vỏ sơ cua thay vô. Xong xuôi thì cái xe đó lại không nổ được máy. Lúc đó không còn cách nào nữa thì thôi là em phải điện một anh bạn cho mượn một cái xe. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Trời ơi. Lại dời hoa qua xe đó, dời lần thứ 3. Tức là đi đón dâu mà đón từ mấy giờ? Cỡ 11 giờ đêm. Đi xuống nhà gái khoảng 3 giờ. Làm lễ xong 4 giờ, quay về nhà trai khoảng 8 giờ. Nghĩa là trưng chuyên như vậy đó hả? Dạ. Sau khi biết câu chuyện đó thì mẹ chồng em kêu là chồng em có cái dớp của ba chồng em.
Là ngày xưa ba đi rước mẹ về thì trên một chiếc xe đạp thì đụng ngay vào cái ông xe càng lai hư xe của người ta, phải sửa xe cho người ta, và mẹ thì bị rách quần, phải mượn kim với chỉ đi phá lại. Mà hai cụ năm nay là nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ em mới hơn 50. Dạ. 50, còn 55. Là sống với nhau là mấy chục năm? Dạ, 30 năm à. Ồ, nếu vậy thì đó là một cái điềm lành. Từ đời ba cho đến đời con á, mà xảy ra những cái trục trặc như vậy, nó là cái điềm lành rồi. Vậy là các bạn sống với nhau cho gấp đôi 60 năm cuộc đời. Sau khi lấy nhau về á, rồi á, trong gia đình á, ai là người quản lý tiền? Dạ em ạ. Chi tiêu làm sao? Một tuần em cho lương cấp theo tuần anh ạ. Đó biết ngay mà. Đi làm cơ quan thì cấp theo tháng, nhưng về nhà vợ lại cấp theo tuần. Một tuần bao nhiêu em? Dạ 200 ngàn. Gì, một tuần 200 ngàn hả? Chuyển khoản hay đưa tiền tươi? Tiền tươi thóc thật để ăn sáng uống cà phê. Ôi, như vậy thì bạn có cảm thấy bạn khó chịu khi mà bạn còn nhận một cái số lương phải nói là quá ít ỏi trong vòng một tuần? Đúng rồi, chạy ra là có 30 ngàn ngày. Đúng rồi, tại vì bây giờ bạn ăn một buổi ăn sáng thôi thì tôi nghĩ là cũng phải là 30-40 ngàn rồi, đúng không? Một tuần thì dạ, không, cái đó là chỉ là uống cà phê thôi anh. Còn tất cả như ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là vợ lo rồi. Nhưng mà ảnh có thói quen rất là xấu, rất là hay giấu tiền. Giấu là giấu. Khi nào mà em thấy hết tiền thì em lại để vô. Cho nên là anh ta cứ hay thích giấu tiền để khi để lúc nào trong bóp anh cũng không có tiền để mà em bỏ tiền vô cho anh. Có lẽ là bởi vì cái số lương nó không đáp ứng được cái nhu cầu của người chồng trong một tuần cho nên mới giếm. Chỉ dù em giếm tiền có cái đâu. Ngu sao nói. Giờ anh đang coi chương trình truyền hình mà. Nói đi. Không được, không có giếm. Không, anh chia sẻ kinh nghiệm cho chồng em đi. Em thì em chỉ khai cái này là do là bị phát hiện em mới khai thôi nha. Còn những cái khác em không khai đâu. Rồi. Anh Quốc Phận có xài bóp đúng không? Anh có xài bóp. Anh có thấy cái ngăn mà kéo nhỏ nhỏ, tờ tiền anh xếp có thể làm 6, làm 8 anh gài vô đó. Còn cái sim điện thoại đó. Dạ, sim điện thoại đó. Còn bên ngoài thì anh để vài tờ tiền lẻ thôi, 10-20 ngàn. Giờ mở ra đâu thấy tiền đâu. À, cái chiêu của anh là em vô đâu thích tay. Cho nên là chắc chắn một điều là sau chương trình này rồi thì chồng em sẽ không bao giờ bỏ tiền trong mấy cái ngăn nhỏ nữa. Nhưng mà em thấy như vậy, em cứ cho đó là một tật xấu của vợ. Đó là tật xấu của vợ. Quản lý tiền của chồng mới hay lục lọi. Chồng em ngoài cái chuyện giấu tiền nó còn cái gì mà làm cho em bất ngờ? Có hay đùa nhây rồi lừa em. Lừa là lừa gì? Em thì em không thích ăn thịt chó, thịt chùa. Cứ lừa em là mua về thì kêu là không, cái này không phải thịt chó đâu mà là thịt dê. Rồi thịt chuột thì kêu là thịt chim cút, rồi thịt chim bồ câu. Em ăn đi ngon lắm. Thế là em vẫn ăn. Ăn xong ngon lành hồi nãy. Em biết em ăn thịt gì không? Thịt chó. Em biết thịt gì? Thịt chuột á. Lúc đó phản ứng em sao? Sợ quá, em ớn mà em không biết làm sao, lỡ nuốt trong bụng rồi. Em nghĩ sao mà em thấy vợ em sợ mà em có lừa ăn chứ vậy? Em ăn thấy ngon, muốn dụ cho vợ ăn cùng. Cái một phần là cũng đùa nhây lắm ạ. Lúc đầu thì em vui em còn chọc lại, sau riết cứ đùa xong em bực lên, thấy em bực là càng thích chọc nữa, chọc hoài vậy đó. Khi nào em giận lên mới chịu. Mà mỗi lần giận hay ôm mền gối ra phòng khách ngủ, khoảng có tiếng sau thấy em ngủ một mình ấy, sợ lại ôm vô trong. Tự động giận tự động hòa. Rồi bây giờ cái điều mà bạn muốn thay đổi của chồng bạn là cái gì? Bớt nóng tính ạ. À, ủa nóng tính à? Dạ nóng, hay nạt nộ em nè. Nạt nộ lớn tiếng. Tại cái tiếng ảnh bình thường nó đã lớn rồi. Khi mà ảnh nóng lên thì anh cứ quát lên to lên ấy. Sao mà em nói là to? Anh la thử đi anh. Chắc chắn là chồng em là nói thì ảnh bằng em rồi. Để cũng ém lại rồi, đúng không? Sợ mất hình tượng. Dạ. Ở dưới kia nhiều bạn nữ quá mà. Làm sao em làm gì đâu? Anh thể hiện đi, hôm nay anh thể hiện đi. Anh ngại, anh thể hiện. Sao dám thể hiện thật xấu. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Nhiều thứ lắm anh. Không ăn bóc. Gì? Bóc bằng tay. Không phải là ăn bóc mà là nhiều khi thịt gà luộc thì em là thích là dùng tay để bóc cho nó nhanh. Ăn khô, ăn cơm với khô là giống ăn mới ngon. Dạ. Tại vì do ăn bóc nên là hay bị rơi đồ ăn ra nhà. Miệng cố ý mà. Rồi còn muốn cái gì đấy? Bớt sai vặt chồng. Một người thì muốn chồng bớt nóng, một người thì muốn vợ bớt sai vặt. Hai cái đó mà hai người cùng thực hiện là tự động bỏ được hết. Game sai vặt nhiều quá chồng ấy nóng. Vậy bớt sai vặt thì nó hết nóng. Có lý do gì mà nóng được? Đúng rồi. Hai cái điều đó hoàn toàn tương tác với nhau đó. Mà sai tôi nhiều quá tôi bực, tôi phải cằn nhằn đúng không? Tôi phải la chứ sao? Đúng không? Đơn giản quá mà. Thì cái đó vắng nhau cả tuần bắt đầu thấy nhớ. Thì đêm 30 Tết á, mới bóc điện thoại em gọi. Và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Không phải ông nghiêm túc chứ. Tại vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin. Rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được.
cây xả ở dạ, tây xả em tính hả? Dạ trời ơi té đi em. Em biết cái tính á cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi cái này là tinh quá nè đúng tại, không tại em? Tại vì em mới hồi đó em mới ở chùa ra em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi cây xả mà cây xả em ở miền Trung vô thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. À, nên anh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của anh là treo được. Treo được. Treo thế nghỉ giò luôn. Yeah. Anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Chào em. À, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em là Huỳnh Hoài Ân, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại công ty truyền cáp. Thế còn em? Dạ, em tên là Xuân Phương, năm nay em 33 tuổi. À, hiện là nhân viên văn phòng. Em 33 tuổi. Dạ. Bạn này 32 tuổi. Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á chị lại tưởng là bạn này á là đi dụ con nít đó. Nói thiệt luôn. Có đúng không quý vị không dạ? Trời dạ cảm ơi. Ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là bà chị mới dụ đến em. Trời ơi. Ôi sao mà bí quyết nào mà nhỏ xíu xíu vậy? Dạ kiến hạ được voi chị. Kiến hạ được voi đó. Dạ. À, Ân với Phương là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh có hai đứa em chung. Thì lúc đó em ở chùa, Phật tử trong chùa. Hai đứa em nó thấy hai người độc thân. Nó mới đem đi giới thiệu. Ủa em là Phật tử trong chùa là sao? Bạn đây là sống ở trong chùa làm Phật tử, tức là lo của sự trong chùa chứ chưa có gọi là xuất gia. Thì cái hôm đó là nói thật với anh chị là đang thất tình, chưa muốn là có quen với bạn gái làm gì. Thì em nó nèo quá đi, thôi đi. Em cũng không có muốn đi, mấy đứa em nó cứ nói đi chơi thôi. Nó không nói gì hết, đến nơi thì mới biết là đi mai mối. Thì đến nơi nó nói trước là gặp một anh trưởng phòng cao to đẹp trai chưa vợ, nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Ôi sao kỳ vậy, cũng cao to đẹp trai mà. Dạ nhưng mà hồi đó không được như vậy đâu anh. Dạ. Mà từ lúc lấy về em tút là mới được vậy. Dạ. Mang áo thì màu cháo lòng, quần thì lò xo, rồi dép thì muốn mòn luôn á hả. Ủa sao vậy Ân? Dạ khúc đó thì em nói rồi cho đoạn đó em thất tình. Cho nên là cũng không chăm chút gì hết á. Chỉ là em đi làm xong rồi em về em nằm. Rồi nhưng mà gặp là thất vọng. Dạ không thèm xin số điện thoại luôn anh. Anh cũng vậy, anh cũng không thèm. Gặp không có gì để lại cho mình cái ấn tượng. Em mới nói với đứa em, nói sao giới thiệu cho anh hai kỳ vậy. Ê, vậy thì đã không ấn tượng về nhau, cũng không xin số nhau thì làm sao biết nhau. Thì hai đứa em nó lại là làm tiếp một bước nữa là nó đưa số điện thoại hai bên. Hai đứa em nó cũng ly thiệt á. Dạ. Rồi nó bắt là chở về chùa giùm. Thì em cũng là chạy về gần 20-30 cây số vậy đó. Mà em không có nói gì hết, không có ấn tượng gì cả. Mục đích là trở về thôi. Mà em không màng nói luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Vậy lý do gì mà hai người yêu nhau hay vậy? Dạ tại vì quen thời gian em thấy anh này nghiêm túc quá. Thì nghiêm túc quá là sao? Ảnh nghiêm túc lắm, ảnh đi chơi, ảnh nói chuyện vui vậy thôi chứ ảnh ít khi nào ảnh đề cập tới chuyện tình cảm, trai gái hay gì hết á. Ảnh nghiêm túc lắm. Thì em mới thấy là phải làm một cái gì đó. Em làm gì ạ? Khoảng 4 tháng sau là hôm đó là em chở cái lên đường đi về. Thì thọt trong túi em một cái tờ giấy nói với em á là về tới nhà đi hãy mở ra thôi mình cố gắng mình chở về tới bên nhà của đây rồi mình chạy thẳng về nhà mình xem. Thì về nhà thấy mở tờ giấy đọc làm bạn trai trong tuần. Đề nghị kiếm gã vậy đó. Là bạn trai trong tuần không có chấm than gì luôn. Em cực kỳ bất ngờ luôn. Thì sốc về cảm xúc đó. Em ngồi cả tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ cái tờ giấy. Ông này nghiêm túc thiệt. Dạ anh nghiêm túc lắm. Khoảng 2 ngày sau em bắt đầu em mới gọi điện thoại, mà em cũng mới thử thăm dò thôi mà. Thử mình coi cái này là sao, có nhiều lúc mà mình giỡn với mình thì sao. Đồng ý. Thì đồng ý thì làm bạn trai bạn gái thôi. Anh hỏi Phương nè. Dạ. Vậy thì tại sao em lại đề nghị cũng làm bạn trai không thôi? Tại vì trong khoảng thời gian 4 tháng quen nhau thì em thấy ảnh là người nghiêm túc, rất là chín chắn, rất là nghe nhiều câu chuyện, là ảnh có hiếu. Em thích cái điều đó. Và trong một tuần hai bạn là tình nhân của nhau. Dạ. Thì điều gì đã xảy ra? Dân hôm đó là gần Tết rồi. Bạn này người miền Trung. Thì Tết thì về miền Trung, còn em là người miền Tây nên về miền Tây. Thì cái đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Thì đêm 30 Tết á, em bóc điện thoại em gọi. Và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông hiểu nghiêm túc chứ. Có nghĩa là nói một câu nói với em là 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, yêu nhau đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng 2 năm sau. 2 năm, vậy thì trong cái giai đoạn từ lúc yêu nhau đến lúc ngày cưới thì có cái gì khó khăn cản trở không? Cũng có cản trở chứ, là gia đình em. Là vùng miền thì em còn bà nội già, bà không đồng ý. Là cả gia đình không đồng ý luôn.
Dạ, lý do sao đó. Là vùng miền là bên đây bạn là miền Trung à? Dạ. Còn em là miền Nam. À, Tây nữa. Tây nữa. Dạ. Là muốn lấy vợ miền Tây gì? Dạ. Dạ. Những cái người nào mà do bà hoặc là ba má chọn á thì mới được. Vậy thì hai bạn phải làm như thế nào để vượt qua? Em rất là buồn. Nhưng mà em vẫn đợi thái độ của ảnh. Thì em nói rằng đây là thời điểm quyết định. Nếu ảnh tỏ rõ là một trụ cột cho em thì tốt. Còn nếu không thì em sẽ phải xem xét lại. Thì lúc đó đúng là ảnh đứng ra ảnh bảo vệ em và quyết định với gia đình là ảnh sẽ cưới em. Bây giờ hai bạn có con chưa? Dạ có hai đứa con rồi. À có hai cháu rồi. Dạ. Đó mà lấy nhau rồi á thì vỡ mộng về nhau không? Khác vùng miền nên khác tính tình, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, cái gì cũng khác. Ngay cả thói quen sinh hoạt cũng có khác khẩu không? Dạ khác khẩu luôn. Ảnh nghiêm túc mà ảnh có hay tính gàn lắm. Hồi yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu của cháy nhà vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì, ngon không. Đúng rồi. Dạ sớm không được, rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, chứ nghiêm túc. Cái đó hơi kỳ à. Ảnh thì mang mấy cái đầu tôi ủng hộ. Dạ. Cái đó cầm tay hơi kỳ. Dạ. Còn rồi, cái gàn gì nữa không? Ví dụ như lắp cái máy lạnh không cho lắp chị, mà trời nóng thì quá, em gào quá thì lắp đồng ý. Nhưng mà phải suy nghĩ một tháng. Em nói vậy sao một tháng có đồng ý không? Có, nhưng mà phải một tháng. Trời ơi. Dạ. Là em thích lắp máy lạnh. Em để một tháng nào có quên hay không thôi. Nếu quên rồi đi luôn đi, khỏi lắp luôn. Cũng nhớ, thôi phải lắp thôi. Dễ gì. Khó lắm. Không xài máy lạnh thì có cho xài quạt không? Có cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng một chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhộn. Đâu rồi? Té được rồi đó em. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhộn là té được rồi. Anh nói vậy đó. Có còn vụ gì nữa không? Dạ, rất là con nít xem chuyện chú Thòng á. Dạ, cứ ngồi coi mình dạ, vậy đó. Ở ngoài thì rất là nhìn rất là chỉnh chu, rồi cái tùng cái mắt. Vậy ra đường ăn mặc chắc lúc nào cũng chỉnh chu. Dạ đúng rồi anh. Chứ bây giờ còn mặc cái đồ gì lò xo? Dạ không, không. Mà có cái là hoài cổ. Hoài cổ. Thứ nhất là về nhạc á là dân hai tách mà cứ ngay cả lương cả cổ. Dạ. Chính vì vậy nên đồ là cũng cổ luôn. Dạ đó, đồ lò xo vậy đó chị. Không chịu bỏ. Dạ. Là đồ đó vẫn không bỏ. Không bỏ. Chắc bờ có 10 năm mà cứ đem đi bỏ hoài. Mặc nó có 10 năm mà đem dạ. bỏ hoài. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi trong dạ. cái chuyện mà tối hai chồng gần gũi nhau có gàn không? Dạ cái đó thì không. Tưởng gàn nó chắc chết rồi, chắc bệnh rồi đó. Phải có nguyên tắc chứ, bước 1 là sao, bước 2 là sao. Dạ dạ đúng rồi, đó có khi có không? Dạ có. Giống như xin máy lạnh là phải chờ một tháng đúng giá. Đúng rồi, đúng này là cả bước 1 không được bước qua bước 2 nếu bước 1 chưa làm. Dạ. Có không? Có. Dạ chị biết style của ảnh là kiểu nghiêm túc vậy đó. Dạ. Thôi trong chuyện vợ chồng mà nghiêm túc chắc thề lắm. Vui lắm em, đang dạ. đang chuẩn bị ra trận rồi cái đầu cái nghiêm túc em cho đề nghị như thế này. Thế bây giờ anh hỏi ngược lại, em thấy vợ có tính xấu không? Cái này thì em biết phải tính xấu hay không, nhưng mà đó là lao luyện bao đồng. Bao đồng là với ai? Những người xung quanh. Có một cái bữa đó là chở vợ đi chợ, trên cái đường đi rất là đông, chứ đường vô chợ rất là đông, thì tự nhiên cái thấy cái một cái người phía trước bị té là tự nhiên nhảy xuống, em không thấy luôn, nhảy xuống chạy tới lo tùm lum và chạy đi mua thuốc đỏ, chạy em lum còn quần đồ mua chợ của em á quăng tứ lung tung á. Tại vì mua xong rồi cái buông ra cái quăng cái chạy thôi, nói ôi có người té chạy theo rồi. Anh nghĩ nó không phải là bao đồng mà đó là cái tâm tốt đó. Từ nhỏ rồi đã rồi, rồi. Là anh nghĩ đây nữa là tin người. Phương tin người lắm. Cũng là đức tính mà từ vô, từ cho nhỏ đến tiền rồi quên thôi. Bây giờ còn tin người nữa không? Không còn. Giúp cho anh số điện thoại nha. Dạ vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được. Cây xả ở miền Tây là xả em tin hả? Dạ. Trời ơi té đi em. Em biết cái tính á cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi cái này là tin quá nè, đúng tại, không tại em? Tại vì em mới hồi đó em mới ở chùa ra. Em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi cây xả mà trèo xả em ở miền Trung vô. Thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. À, nên ảnh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của anh là đó. Treo được. Treo thế nhảy giò luôn. Dạ. Rồi quay trở lại, bây giờ ngoài chuyện bao đồng ra mà thì còn cái tính xấu gì không? Nấu ăn thệ lắm, cực tệ luôn á. Một cái bữa nào á mà bà xã em xuống bếp nấu ăn á là bữa đó bữa ăn đó có chuyện ngay. Em lo lắm không ạ? Một là cơm sống, hai là cơm nhão. Đồ ăn á thì trời nó mặn.
chịu không nổi luôn. Ủa sao vậy Phương? Tại vì ở nhà thì má lo á. Má nào? Má chồng? Dạ không, hồi em còn nhỏ thì má vô chùa thì xuống bếp làm, xin làm, thầy cũng cho, thầy bắt lên văn phòng làm. Đi làm rồi ở một mình á, anh không có nấu cái kỹ năng á, nó thui chột đi. Rồi bây giờ anh mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tại vì á là bà xã em á là đi làm rất là xa, mà có một cái tính nữa đó là ham Facebook. Về nhà một cái là bật Facebook lên chơi. Thôi comment, bao nhiêu comment, bao nhiêu like. Rồi đâu có chơi với con, chỉ có em thôi. Cho nên á là đứa nhỏ của em sau này á, nó đâu có thèm nhìn thẳng vô mặt mẹ nó đâu. À. Tại mẹ nó cứ nhìn vô máy. Đó thì cái ước muốn của em á là như vậy. Cái thứ hai nữa là cải thiện cái việc nấu ăn. Nhiều lúc em đi làm về em rất là mệt, mà lúc nào mà để mà lo cái việc đó chắc tim em nó vỡ luôn. Mình đói bụng mà lo là không biết bữa nay ăn cơm có ngon hay không. Mà em nấu được không? Em rất thích nấu ăn nên em nấu được. Thật ra cái bữa cơm do chính vợ mình nấu nó quan trọng lắm. Thực ra đó đôi lúc là bị tai nạn á anh, chứ không phải là lúc nào em nấu cũng dở. Nên đang điều đều à. Em có thể cải thiện được không? Dạ được. Rồi dạ. Em mong muốn ân thay đổi điều gì? Bớt đồ cổ đi thôi anh. Thứ hai nữa là biết ghen chút xíu. Cho dù em có diện đồ, em đi đâu hay là em như thế nào cũng không có ghen. Sao kỳ vậy ta? Tính của em để trong lòng, em không có thể hiện cái việc ghen tuông của mình ra nhiều. Không có cảm nhận được. Dạ. Chứ thật ra trong bụng ghen dữ. Ví dụ như em đi đâu mà có bạn trai gì đó quen cũ hay gì á, là anh về anh phân tích ABCD vì sao anh không ghen. À em vậy đó. Nói chung phân tích kết luận là anh không thèm ghen em chỉ trơn á. Chị thấy cuộc sống của tụi em á, gọi là nó rất là chỉnh chu á, giống như là nó là một cái hình mẫu, nó đâu ra đó. Dạ. Chị cảm nhận là như vậy. Nhưng mà nó lại thiếu hẳn một cái, là nó giống như là một những cái gia vị ở bên cạnh á, thì nó sẽ tạo cho cái cuộc sống nó bị đơn điệu đi. Tại vì á, tụi em chỉ gần 5 năm thôi. Yeah. Tụi em phải xác định là sống với nhau cả đời nữa cơ. Thì ví dụ như là em á, cái nhu cầu của em không thích những cái sự lãng mạn, những cái mà nó hơi rườm rà, không cần thiết trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng đó là những cái gia vị rất cần thiết trong cái cuộc sống vợ chồng đó. Mà em thì là em lại bắt đi cái nhu cầu đó, không cho vợ em được quyền gọi là bộc lộ cái, tức là thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình á, thì nó hơi thiệt thòi cho vợ em quá. Bởi vì em không hình dung được đâu, nó là một cái cảm xúc không thể thiếu được. Em công nhận không? Yeah. Nếu như em được quyền hỏi chồng em là anh ơi, anh ăn chưa? Yeah. Hôm nay anh có mệt không? Yeah. Hay làm việc nhiều có mệt không cưng? Ví dụ vậy. Em thấy em sung sướng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu chồng em không cho em làm điều đó em buồn đúng không? Dạ. Cứ mỗi lần mà muốn cầm điện thoại gọi điện cho ảnh nhớ trực lại. Dạ, nhớ trực lại. Dạ. Nói, thôi anh đang làm việc. Không có gọi. Dạ. Không có gọi. Rồi gọi rồi phải là việc quan trọng mới gọi. Đó, ví dụ vậy. Hoặc việc cháy nhà với lại đúng rồi, cấp cứu với cháy nhà mới được gọi. Thì chị thấy trong vợ em có những cái đức tính rất là tốt. Cái tin người là tốt, nhưng mà tin quá thì không nên. Em phải biết lựa chọn đối tượng để mà tin. Yeah. Nhưng mà có cái mà theo em là cái bao đồng á, thì chị nghĩ rằng á, cái đó không phải là bao đồng đâu, cái đó là cái bản tính mà nếu em cứ để cho vợ em phát huy cái đó thì sau này con em sẽ hưởng hết những cái phúc mà vợ em tạo được. Yeah. Đó thì bây giờ chị nói là trong cuộc sống vợ chồng em á, em nên có một chút những cái lãng mạn đi, nó sẽ rất là thú vị. Hôm nay á là cũng là một sự bứt phá rất là lớn. Đó, đó là đi. Đúng, đúng, vợ. Đúng. Đó thì chị không nghĩ rằng á, là với cái tính cách của em mà em lại chấp nhận mà đi đến tham gia với chương trình này đâu. Nhưng mà khi mà em đã bứt phá một lần rồi thì em tiếp tục như vậy nữa đi. Tại vì nó rất là thú vị. Xin cảm ơn hai em. Hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống. Thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình. Tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy gần tay hạ xuống đây. Cái xong rồi em mới nghĩ bụng, trời, ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm, nên từ từ đó. Không cho xanh rồi cứ mê cá thôi. Rồi nhiều lúc em bực là em quát đó. Lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Chào hai em. Cô dâu giống như là một nàng bạch tuyết đi bên cạnh một chàng hoàng tử. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên bảo trì điện ở siêu thị, năm nay 32 tuổi.
Dạ em tên là Lê Thị Thu Trâm, năm nay em 25 tuổi, thì em làm nhân viên tư vấn bánh hàng. Đúng Trâm. TT hết tình tiền. Chắc lẽ là em đi siêu thị gặp anh này, anh sửa điện, hai người quen nhau đúng không? Dạ không, em với ảnh là hai người làm chung trong siêu thị hết. Em làm nhân viên bán hàng, còn ảnh thì làm bảo trì điện. Chỉ gặp mặt biết mặt thôi nhưng mà không có nói chuyện. Thì trong một cái dịp mà ảnh tạo một cái ấn tượng cực kỳ xấu đối với em luôn, thì em nhớ rất là rõ là cái hôm đó đó là em đang đi chung với một cái người bạn của em. Thì anh này nè, ảnh mới gọi: em ơi, tới đây anh hỏi chuyện tí nè. Thì mình cũng tới mình nói chuyện với anh. Thì anh mới hỏi là em có phải là đi chân thấp chân cao không? Đó. Thì lúc đó tự nhiên em chân hững luôn à. Thì tự nhiên cái gọi chưa biết gì hết, gọi lại hỏi vậy, làm cho em á hả rất là bực bội trong người. Cái là chửi xong rồi bỏ đi luôn, không có nói chuyện. Từ lúc đó đi là rất là ghét anh. Ghét lắm. Tính em á thì thẳng tính. Thì thấy sao thắc mắc sao hỏi vậy. Thì cổ đi qua với cô bạn thì em thấy đi hình như đi khập khiễng sao á. Thì em mới kêu là hỏi gì đó rồi cái không nói gì hết, chửi té tát thì mặt em luôn. Không vậy là nhẹ chứ té tát gì đâu. Dạ. Đến khi nào em mới chính thức để ý? Thì cho tới một lần á, thì khi mà ở trên thành phố này, thì em làm thì công việc nó không có được suôn sẻ như ý mình. Rồi mất tiền mất đồ là do ở trọ xui lắm. Thì mới nói với bạn là thôi ngày mai tao đi về quê, tao không ở đây nữa đâu. Thì bạn mới nói chứ vậy thôi tao dẫn mày đi ăn hột lộn cho mày xả xui nha. Xong mới nói chứ tao rủ anh Tuấn đi nữa. Thì em cũng đồng ý đi luôn. Mặc dù là ghét nhưng mà vẫn đi. Dạ. Đi ăn cho bỏ ghét luôn. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì sau cái bữa ăn đó thì cái cũng đi về. Cái trên đường về thì cũng có xảy ra sự cố nhỏ nhỏ, vô tình thôi. Thì chạy khi mà em chở thì hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống. Thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình. Tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy gần tay thả xuống đây. Cái xong rồi em mới nghĩ bụng: trời, ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Mà sao trong tâm em là nó cái tay nó rất là vô tình. Rất vô tình anh Thuận ơi. Cô ấy cũng đi im. Đi im là thấy thích này, thấy không có phản ứng gì, thôi cũng để im luôn. Em thấy vậy em cũng để im luôn. Cho cứ vậy là chạy tới nhà. Thì tới nhà cái xong ảnh nói chứ: em ơi, em có muốn đi thêm một vòng nữa không? Mà lúc đó là gần 12 giờ khuya rồi, còn rủ đi thêm một vòng nữa. Thì em cũng nghĩ bụng, nói ông này chắc không phải có cái vấn đề gì nè. Nhưng mà em không có đồng ý. Tại vì ngày mai là mình về quê rồi. Rồi ngồi nói chuyện, cuối cùng thì cũng không còn gì để nói. Em mới bày trò để hai đứa chơi. Chứ giờ ngồi không biết có làm gì, cái bày trò đó hai đứa chơi. Cái bài trò gì không? Rủ chơi đánh bài. Dạ, mà tưởng rủ chơi bánh đũa. Đúng là bài trò chơi đánh bài. Đúng rồi, đúng rồi. Rủ đánh bài ăn hung. Vậy là giờ chị hiểu rồi. Chiêu của tụi em có nhiêu đó. Vậy mà có hiệu quả chị. Hiệu quả. Cuối cùng có hung được cái nào không? Dạ, cũng may thắng được một ván. Đánh được hung cho hung cái hung ở đâu? Hung má hung gò má. Hai đứa hung nhau thì bắt đầu chính thức quen nhau. Rồi sau cái vụ hung gò má đó thì bao lâu rồi lấy luôn? Thì khoảng 2 năm thì kết hôn. Dạ, 2 năm thì kết hôn. Dạ, hai người có con chưa? Dạ chưa. Đây là cái điều mà em rất là muốn nói trong chương trình này. Gì à? Nói đi em, nói đi. Khi mà cưới về thì ngay cái ngày đầu tiên cưới luôn, em có nói vậy nè: anh ơi, khi nào mình có em bé thì anh mới nói là 2-3 năm nữa đi em. Thì em mới nói: giờ kinh tế chưa ổn định thì 2-3 năm nữa mình có thì cũng không có sao hết. Cái bây giờ hiện tại là 2 năm 8 tháng rồi, em vẫn hỏi lại câu đó, vẫn trả lời là 2-3 năm nữa đi em. Là thêm 2-3 năm nữa là không có chịu sinh. Tại em đi mới cùng mấy đứa bạn đi chơi với nhau á, thì thấy mấy đứa cũng có con, có em bé. Em thấy chăm, thấy cực quá. Nói thôi, bây giờ còn trẻ thôi, thoải mái ăn chơi, thoải mái thời gian nó đi rồi có con được. Có phải đó là nguyên nhân không? Nhưng mà đôi khi chồng em không có hiểu một cái số vấn đề về em, giống như là em đi làm nè, rất là áp lực về cái chuyện đó. Thì ai gặp cũng hỏi: chăm ơi chăm, mày lấy hả mấy năm trời mày không có, mày biết luôn cho mày coi. Đó, thì làm cho mình cũng buồn chứ. Về mình nói chồng mình, chồng mình: ơi từ từ thôi, sức đầu em nghe người ta nói ăn chi nhớ mệt. Nó cứ giống chơi như mình đã đi, chơi cho đã đi gì đâu. Đó. Nhưng mà ngộ lắm, chồng em vậy nè, không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. Ủa là sao? Cá kiển á. Chồng em rất là thích mê cá kiển, bỏ 50-60 ngàn ra mua 2-3 con cá kiển về. Cái xong rồi á hả, ép cho đẻ, bắt em tới coi ở con cá nó nằm như vậy là đẻ đó em. Ép cá đẻ
đẻ mà không dám vợ đẻ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chắc có lẽ là ổng thấy con cá nó đẻ cho nên ổng sợ vợ ổng đẻ như cá mà vậy thôi. Nuôi cho cá đẻ là có cái mà chơi, có cái mà tiêu khiển xả chết, nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm. Nên từ từ đó, không cho xanh rồi cứ mê cá thôi. Rồi nhiều lúc em bực là em quát á. À, lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Em rất là bực trong những cái chuyện đó. Ngoài cái vấn đề là mê cá, là mê ép cá đó, thì chồng em còn mê gì nữa không? Có, mê gái. Ai cũng mê gái chứ. Dạ. Không, mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn. Mê gái. Đàn ông thì ai cũng mê gái mà dạ. Khẳng định là mê gái đặc biệt là dạ. Phải dữ lắm ạ. À. Là sao? Chị biết sao em nói vậy không? Là khi mà em lên trên cơ quan ảnh chơi thì có cái chị đó, chị đang mang thai thì chị mới nói là em ơi, Tuấn á, em trên siêu thị á, già trẻ lớn bé bầu bì nó bao hết, không chừa một ai hết trơn á, nó nói với em vậy. Rồi có một lần em cũng lên đó chơi thì gặp một cái bạn gái đó thì đang đứng trong quầy hàng á, thì mới dẫn em lại giới thiệu. Em giới thiệu với em nha, đây là vợ của anh, còn giới thiệu với vợ đây là bạn gái của anh. Trời ơi, em nói hả, trong lòng lúc đó tức muốn điên luôn á, mà không làm gì được ổng. Là giới thiệu cho vui thôi chứ giờ nếu bạn gái thiệt em đâu có dám giới thiệu vậy anh Thuận. Đúng rồi, giới thiệu cho vui chứ cũng vui thôi, ý gì hết. Nói chung là ý anh Tuấn là vui thôi. Dạ. Nhưng mà vợ anh Tuấn không thấy vui. Dạ đúng rồi. Không. Thật xấu của em là hay như là mê gái bây giờ thích bao la thôi với các cô gái. Vậy thì thật xấu của vợ em là gì? À, vợ em có tính cứ sai vặt chồng. Ví dụ em, ví dụ như thời gian mà em rảnh á thì em chăm cá, ngồi cho cá ăn, hay là rảnh nữa thì đọc báo. Cằn nhằn léo nhéo, anh ơi phụ em quét nhà, anh ơi phụ em phơi đồ, anh ơi đổ rác đó. Cứ công việc thì có nhiêu đó thôi mà cứ ngày nào cũng léo nhéo. Nói chung mà thấy em mà ngồi mà rảnh đó, là phải kêu bắt làm cái này làm cái kia cho bằng được. Chứ có cái nữa là hay vòi tiền. Hay vòi tiền rồi hả? Hay môi tiền của em. Hai vợ chồng thỏa thuận lúc đầu rồi, tháng lương của em thì sẽ cho cô ấy một nửa để lo cho chuyện gia đình, còn một nửa thì em xài riêng những lúc bạn bè cà phê cà pháo vậy đó. Nhưng mà tìm mọi cách để moi cho bằng hết cho bằng được. Không, mà em á, em moi nhưng mà em không có mua đâu. Mặc dù em xin mua đồ, mua quần áo hay kia nhưng mà em không có mua. Em chỉ thấy chỉ sợ là trong bóp chồng em á, là đôi khi có nhiều tiền quá cái xong bắt đầu mình tiêu xài phung phí, rồi mình bạn bè rồi mình nhậu nhẹt phung phí thôi. Em đó, em chỉ muốn tiết kiệm cho hai vợ chồng thôi. Mà đặc biệt cái cô ấy nuôi heo á, mà lấy tiền em bỏ heo không à. Cứ xin em anh ơi cho em tiền lẻ em bỏ ống heo. Nó nói không, anh không có tiền lẻ, rồi tự động lại lấy tiền chẵn bỏ luôn. Với lại nữa hay kiểm tra điện thoại. Đi làm về mà để điện thoại xuống là canh lại bóc coi cái số nào mà lạ ha, là hỏi cho bằng được, hỏi ở số này của ai hỏi tới. Hỏi mà phải em nói ra ở người đó là vậy ở đâu vậy đó mới chịu. Giờ nếu mà để mà em muốn cái sự thay đổi của vợ cho em chọn một, thì trong những cái theo như em kể đó thì em muốn vợ em thay đổi cái gì? Có một cái thôi hả chị? Một cái thôi. Một, chọn một cái suy nghĩ cho kỹ. Vợ bớt lục bớt môi tiền của chồng. Nhiều khi có độ riêng đi không được. Nếu chị mà là em, một cho điều ước á, thì á, là ước vợ đừng có kiểm tra điện thoại. Còn cái chuyện lục bóp mình á, tiền á, gọi là của chồng công vợ, tích cóp lại đó nuôi heo mốt cho ngược lại em chứ cho ai. Đó. Còn cái việc kiểm tra điện thoại, chị nghĩ vậy nè. Cái chuyện mà điện thoại đó, Facebook nè, rồi dạ. Trên mạng, làm sao em kiểm soát được? Dạ, đúng. Đúng rồi. Không? Dạ. Bây giờ em giữ cái hồn của chồng em, giữ cái xác làm cái gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, cho nên rằng á, chị nghĩ rằng á, em càng biết nhiều trong cái điện thoại đó nó có cái gì, hoặc trên Face, trên cái gọi là cái hộp thư riêng của chồng em có cái gì nhiều thì em càng mệt. Dạ đúng rồi. Cái đó chị nói thiệt. Dạ em cũng mà nói càng nói. Làm nó càng lén mở tài khoản khác hoặc là kiếm một cái sim khác để mà ấy, cũng vậy thôi. Đó, cho nên rằng á, là vợ chồng á, ở với nhau á, là ở bằng cái nghĩa cái tình, ở lâu dài, ở suốt đời. Chứ mình cũng không thể nào mà giữ chồng mình cả xác cả hồn mà bên cạnh mình 24/54 được. Dạ. Theo chị thấy là mình để nhẹ cho mình đi, mình bỏ ví dụ kiểm tra điện thoại. Bởi vì nói chứ hai vợ chồng làm gì làm vẫn là hai cá thể riêng biệt trong cái thời đại này. Dạ. Đó. Còn nếu mà để cho em chọn một trong những cái thay đổi của chồng em thì em sẽ chọn cái gì?
Thì đó, thì em cũng nói rồi đó, bớt chọc con gái lại đi. Nói chung là mình bây giờ, hồi đó mình chưa có gia đình á thì sao cũng được, bây giờ mình có gia đình rồi thì mình bớt lại cái mối quan hệ đó, nó bớt lại với đó, đặt con trai thì bình thường thôi, cái cách giao tiếp gái mình xã giao thôi chứ. Cái ý của vợ em á, theo chị là đúng như vậy nè, em xã giao khác mà em bị vượt cái ranh giới xã giao đó lại là khác nữa. Chị nói em nghe, ví dụ ngày xưa khi mình chưa có gia đình, mình gặp những cái người con gái đồng nghiệp bạn bè mình nó ý bà xã hoặc là ý cục cưng hay gì này kia, đó là bình thường khi mình chưa có vợ, chưa có gia đình. Nhưng bây giờ trước mặt vợ mình nói vậy thì cái cô kia cô sẽ cảm thấy rằng em không tôn trọng vợ em. Mà em phải nhớ một điều á, là khi mà người ta tôn trọng vợ em có nghĩa là từng người ta tôn trọng em, nói chung là mình giữ qua giữ lại vậy là tốt cho cả hai đứa đó. Cho nên rằng á, cái đó thì bỏ được mà, đúng không? Tại vì thay vì giới thiệu là ở đây là người yêu anh thì đây là giới thiệu đây là cô bạn đồng nghiệp. Dạ. Thay đổi. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Chúc em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp đôi vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. À, con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Dạ. À, con tên Nguyễn Lên. Năm nay 27 tuổi. Công việc của con là làm YouTube, hiện tại con đang ở Bình Định luôn. À, kênh của Lên là như thế nào, chia sẻ đi. Dạ, thì kênh của con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Hiện tại là kênh của con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị Một. Trời ơi, chúc mừng con nghe. Kênh của con bao lâu rồi? Thì kênh con làm chắc được 3 năm rồi. Thôi giờ tới con. Dạ, con chào cô Vân, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Năm nay thì con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là bán hàng online. Bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào? Và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở theo một bạn gái nữa. Sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm vé. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Hồi đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nọ cho vui. Nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi. Con đi theo là bạn thôi, chớ đi theo thôi. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. Chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này, vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được, đúng không? Kiểu như là lúc đó là con đi vệ sinh đó chú, cái ổng đi theo, ổng theo ổng chặn đường nhà vệ sinh, con không cho, cái ổng không cho đi vệ sinh luôn. Bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Trời, cái con trai đại á. Như vậy là bữa đó con cho là gì, con quá mắc cho con phải cho. Dạ, đúng không? Không phải là gì con cảm mến gì hết á. Đúng rồi. Xấu lắm mà điên. Là con lấy được số điện thoại rồi á, là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không, hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này? Tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp kiểu như tiếng sét ái tình á, mình muốn xin số cho được. Điều đó là chắc là phải gọi điện rồi, nhắn tin chụp, còn nhắn tin liên tục mà hồi đó cũng làm vé lắm đâu có trả lời đâu. Còn khi nào thì cô ấy mới trả lời? Tầm 2-3 hôm vậy đó. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Lần đầu tiên mà con gặp Lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Lúc đầu là không có ấn tượng gì hết, tại vì thấy đen như thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay, thêm một cách giọng hát là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thì không. Dạ. Đó lên con hát bài gì mà khiến cho lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Vừa tuyệt vời nhất. Tới giờ con hát một bài. Thứ giờ con nói sao gì mà đâu giọng con hay dữ vậy. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi lúc mà con bắt đầu trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng bắt đầu đi chơi riêng. Nhưng mà lúc đó là Lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ đụng, đụng đâu làm đó. Thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy. Cắm điện thoại. Hả? Cắm điện thoại. Cắm điện thoại mà... dẫn đi chơi. Kiểu đi chơi em với chơi bạn đó. Thì dẫn bạn gái theo, ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ, nổ mấy bữa mình lên mình lụm. Lại cầm điện thoại của con hay là... Dạ, lấy điện thoại dùng trong nhậu, ví dụ tính tiền á. Ví dụ thiếu chém hai chém mình đấy. Mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu cầm đỡ điện thoại, có gì già hung lên lụm. Vì nó gọi sao thơ bao là tự hiểu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không?
học trước cũng có, cũng trời có luôn hả? Điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại nó. Con mượn, con nói con đi cầm hay là con không, làm bộ con mượn con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hôm. Cưới xong mới có cô chú, cho lúc đầu là kêu mất. Thì sao cái cưới về kêu là có hầu lâu anh kém quá. Hồi đó điện thoại cũng gạch mà, chứ kém được 100-200. Rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cấm luôn rồi? Mắc sát luôn. Trời, mắc cấm sát luôn. Khổ dữ vậy hả? Thì hồi đó không có tiền à. Cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình á, có lãng mạn không? Có mua hoa không hay là... Đó. Cơ đó chuyện hòa nghĩ thấy buồn đó. 8 tháng 3 với anh thay vậy con cũng nhớ đúng ngày nữa. Là con mua bó bông vô là bó bông đó 20 hay 30 gì á. Mẹ con mua vô là nó nhanh. Nó kêu trào hết chuyện ông rảnh ông mua bông làm như vậy. Sao ông chở tôi đi ăn giống xuống nè. Mà ông tự mua bông mà nó nhanh miếng ướt khắp lên khắp xuống. Từ lúc đó là con hết mua luôn. Một lần đó là tới giờ luôn á. Sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy một cành thì được, chứ một bó thì hơi đắt. Rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì? Thì ngày lễ thì có tiền thì mình chiên khoán cho vợ ấy rồi. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành thôi. Giờ con là đã thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui rồi. Lúc đó khó khăn quá, rồi gia đình hai bên đó có đồng ý. Mới đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về, tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghỉ học là con có dẫn anh về. Mẹ hồi đó ổng điên với lại nhỏ con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nó là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được, nên là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên ăn hết. Đâu lúc lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ, thì bà đeo gì là con lên luôn chớ. Đi khám rồi vậy, lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện trao rồi. Bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Có dễ thương gì mà sao không chịu? Thì còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nhỏ con rồi vậy. Bé con đó là hồi đó chút ít à. Trời ơi, quen rồi, đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì ăn. Anh lên dẫn con xuống á, là mẹ kêu là chuột quen gì, không biết làm gì hết, chồng cái nồi cháo heo cũng lại liếm lên luôn. Chồng là cháo heo và tóc ba giờ mà ba em còn cớ mà thấu mà mặt mày liêm lút mà không cháy, đốt bếp lửa nhiên lửa có nghĩa là lúc ấy con dạ. Con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn dạ, hả? Đúng rồi. Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đợi cô làm gì hết. Nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Con ở với nội, hồi trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á, và con ở dưới ba, dưới ba dưới nội, rồi là cô, xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Rồi hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ cũng được gần 4 năm nay. Mấy đứa rồi? Dạ một bé. Chà, như vậy là 4 năm ở với nhau chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Nó có ăn hiếp con không? Nó ý nó có bao giờ nó ý nó đẹp rồi nó kiểu mà nó nắm tiền á, nó ăn hiếp con không? Thì vấn đề đó thì cũng nhiều lúc vợ con nó bực mình thì cũng do công việc, nên là cũng có nhiều lúc vợ chồng cãi nhau cũng anh đừng bao che. Đây là cơ hội duy nhất cho anh để mà anh thấy vợ anh còn những cái gì mà chưa tốt đó. chưa hoàn hảo đó, thì anh góp ý xây dựng phê bình đi để cho vợ anh ngon lành hơn, hoàn hảo hơn đó. Thì nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính. Hơi nóng tính phải không? Dạ. Rồi chung là nóng cỡ nắng mưa thất thường lắm. Kiểu như là thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên, ví dụ như con không biết chuyện trụ gì cũng nói con à. Nói sao? Nói thì nha. Kiểu như là nhanh con kiếm chuyện nhỉ. Con bị giận cá chém thớt hả, đúng không? Dạ yeah, nhiều lúc vậy, nhiều lúc cũng thấy cũng bực lắm, nhưng mà thôi vợ mình mà. Dạ. Nhưng mà cái cơn nóng của bà đó, mỗi lần mà bà xả ra đó là như thế nào? Hét la coi như rần rần, hay là đập đồ, thậm chí là quýnh chồng luôn? Cái đó cái thì mức độ nào? Cái đó thì không có. Kiểu là bực mình, kiểu là đụng vô là nhanh. Cái miệng cứ lấm bấm luôn á. Nói hoài. Dạ, nói luôn kiếm chuyện này chuyện kia rồi ngồi nói rồi. Có bươi có bươi móc chuyện cũ nói không? Có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Cái chuyện mà ví dụ như em làm gì lâu lét rồi cũng nhắc lại. Có ghen có những lần mà la lối vậy á, có hay bươi lại những chuyện ghen tuông hồi xưa không? Cũng như biết vậy tôi khói lấy ông cho rồi, cho trong lấy cái con quý kia cho đời ông thê thảm. Tôi nói thiệt với ông á. Có cái nào vậy không?
thì nói chung thì còn cái mấy con đó, cơ chuyện mấy con đó thì không có, nhưng mà kiểu là nhanh nhanh vậy thôi. Có ghen không? Giờ có ghen không nè? Ở lại cũng có. Có ghen. Dạ. Yeah. Là cái chuyện có chuyện. Có bao giờ bị bắt ghen không? Con có bao giờ bị bắt ghen chưa? Dạ. Chưa. Chưa đúng không? Chưa hả? Còn, vậy là con may mắn á, chứ còn có những người bị bắt ghen chạy xúc quần luôn á. Hey, chị. Ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Đó, thì có coi như là cổ có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không? Hoặc là coi điện thoại kiểm soát con, điện thoại kiểm soát điện thoại con có kiểm soát không? Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi, xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Có không? Có không? Có không? Có. Thôi để chút hỏi vợ. Đó, chắc chắn không bao giờ xảy ra nữa. Đời nào mà không có không có lửa, không có khói sao có lửa? Có lửa sao có khói đúng không? Giờ sao bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Đâu đợi vợ con nói. Rồi. Bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Vợ còn tật xấu gì nữa không? Xấu ơi. Chung vợ con thấy vậy là bây giờ thì thấy vợ con là vậy là quá hoàn hảo rồi. Quá hoàn hảo rồi phải không? Yeah. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Thì chỉ mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận cá chiếm thớt là được. Tức là bớt nóng giận cá thì chiếm cá. Rồi. giận cá chiếm cá. Yeah. Hả? Còn gì nữa không? Có mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Dạ yeah, thì không là hết cơ hội. Mong muốn chưa, con chưa suy nghĩ ra. Chưa suy nghĩ ra? Dạ. Yeah. Ok. Nói chung là nó rung quá. Chứ còn có nhiều điều muốn nói mà sao giờ quên mất. Bây giờ nè, con có thể bình suy nghĩ, tĩnh. Đúng không? Cho con suy nghĩ. Bình tĩnh nha, để cái phần này tới vợ con. Dạ. Khi nào mà con nhớ, con có quyền bổ sung. Đó, đúng rồi. Ờ, đặc quyền đó. Nghe, ta được bình tĩnh vô cho nên là mới có đặc quyền vậy đó. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mời con. Đó, cô gái bình tĩnh. Anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con cờ những cái tiêu biểu. Tiêu biểu ví dụ như là hay quên. Hay quên. Quên gì nè? Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy là cái chìa khóa đỡ đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Hay quên lắm. Hoặc là đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai là mê game. Mức độ mê game là như thế nào? Trời, mê game đến mức mà không biết vợ đi. Lúc đầu nha, con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông cái giờ má hỏi vợ mày đâu? Con đâu biết đâu, đi đâu, đâu biết đâu. Không quan tâm là vợ đi đâu luôn. Quên hết mọi thứ á. Không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Ồ, vợ mà có như thế nào cũng không quan tâm luôn. Tại vì bơi game không quan tâm vợ. Nhưng mà một phần là cũng do ổng tin tưởng con nữa, con nghĩ vậy. Chứ nếu như mà không tin tưởng thì người ta cũng sẽ theo dõi rồi. Phải quên đâu, chưa nhớ kịp rồi. Ví dụ như cái ngày hôm đó con buồn, con có một cái chuyện buồn, con khóc. Ổng đang chơi game thì ổng có quan tâm không? Ổng chơi game mà có đâu quan tâm tới con. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái tối nằm coi hoặc là xem phim thấy buồn cũng khóc ấy. Hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên, ổng đánh game, ổng không biết luôn. Ủa, không không, đó. Không biết giờ khóc luôn. Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất rồi. Con khóc xong á là con quay qua là con thấy chồng con ngủ rồi. Dạ đúng rồi. Hay ngủ mất. Không vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ chị. Không chừng á. Mệt cái gì, mỏi mắt á, mỏi mắt ngủ luôn. Không nhưng mà cũng vô tâm, vô tư chứ không gọi là vô tâm. Chồng bây giờ thì sao? Bây giờ thì ra hình như con nói quá chứ cũng đỡ bớt được xíu. Con đỡ mơ game. Nhiều rồi. Hết luôn. Nhiều, bớt hết nhưng mà anh vẫn còn chơi game mà. Rồi. Có nghĩa là mê game nè, một tật xấu là mê game nè. Hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Kiểu như vô tư quá nữa. Vô tư vô tâm á, phải không? Cũng gọi là vô tâm. Tại nếu mà vô tư thì là tốt nha. Chứ còn vô tư mà nó gần gần đến vô tâm thì mới là tật xấu nha. Đó. Vô tư, vô tâm hình như có cả hai lần. Vô tư nên nhìn lúc đó ông cũng trĩ, còn con nghĩ nhiều quá con già. Nhưng mà ở nhà lên có vui vẻ không? Có nhây không? Bây giờ hỏi trời. Luôn, hỏi thẳng luôn là nhây lắm chú. Có nhây không? Nhây lắm luôn. Mấy ông YouTube là hay nhây lắm. Tại vì phải tìm cảm hứng, phải nhây vậy á, rồi bắt đầu mình mới có cái chất liệu để mà mình quay, mình nói đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thì sao? Có nhây không? Nhây lắm, ổng chọc mà con để tức rồi mà ổng cứ ông ta ổng chọc cho con tức thêm. Chừng nào con khắc ông ta không dỗ vậy. Ôi, không, quá nhây rồi. Nhây lắm.
Nhưng mà kiểu như ông thấy hài á, mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Nhay có một cái là hơi nhay. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có, con nhờ thì làm, mà con không nhờ đâu. Còn có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ông. Vậy là bên này bừa bộn rồi. Vậy đúng nãy không? Là lên. Giấu á, nhớ không? Giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng không? Bừa bộn lắm. Nhớ rồi đúng không? Nhớ. Rồi nói đi con, quay trở lại. Nhưng mà đồ đạc sẽ đầy hết. Nhưng mà là do em con dọn chưa kịp mà. Dọn mà. Con dọn xong rồi á. Mấy bữa sau á, nó kêu ông không dọn được gì hết á. Mẹ cũng gơ chứ. Dọn hết rồi nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là tính con thích gọn gàng. Tính con thích gọn gàng. Rồi, tức là rồi ở nhà là giúp con, giúp con làm việc nhà. Nhưng mà khi mà giúp như vậy á là có một lý do gì không? Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm nè, xin tấu đi nhậu. Xin tấu đi nhậu với bạn á, kiểu như là phải có một cái lý do gì đó rồi mới là tự động đúng không? Còn không là không bao giờ tự động đúng không? Như ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm. Chuyện đàn bà và bữa tôi rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm. Kiểu nói thì bằng nói mà làm thì bằng làm. Được cái là kiểu như con nghĩ là chắc ông nói vậy là được, ông chặt thôi chứ nếu như mà ông có suy nghĩ cổ hủ đó chắc ông cũng không có rửa giùm đâu. Rồi giờ con chỉ mong chồng con sửa. Ê, khoan hả? Cái vụ gái gú nữa. À đúng nhớ không? À, đúng nói con nghe coi. Để nó tại nó nãy nó bị giấu đầu lời đuôi á. Con có hứa với vợ con rồi không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. Chữ nữa là biết có rồi. Từ anh khai anh nha, không phải em khai nha. Từ đó bây giờ lỡ rồi. Em tím lại. Đâu con nói nghe coi, nói nghe coi. Thì kiểu như là cái này cũng gọi là một cú sốc lớn cho cuộc đời con luôn á. Là kiểu như là từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn, cực kỳ tin tưởng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á là con phát hiện ổng đi hát kêu cơ ôm. Là đi vậy có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn, suy sụp tinh thần luôn. Gì hả? Là có một cái trận đó là lớn nhất luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm. Mà ta quay ổng đúng không? Kiểu như là quay lúc đó là ổng không có ôm nhưng mà có bạn nữ đứng gì đó. Thì cũng gọi là hát karaoke ôm rồi đúng không? Nên là con chưa hề thấy bạn làm gì hết. Chỉ biết là đứng kế bên một nhưng mà con khẳng định một điều chắc chắn là chồng con mỗi khi say là thấy gái là ôm à. Thấy gái là ôm, con khẳng định một điều chắc chắn 100% luôn. Anh lên rồi, chết anh rồi. Đúng rồi, xỉn vô là nó phải lên. Rồi xong sao nữa? Lúc xong cây khóc quá trời quá đất luôn. Khóc. Con khóc. Dạ con khóc cho. Con năn nỉ không? Năn nỉ, nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chuyện lại cãi hoài nè. Con cứ khắc hoài mặc dù là trong lòng còn đeo nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếng một cái video nữa nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái cô muốn hỏi là anh có đi không, cái lần này là anh có đi không, thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con đang nghĩ lại ổng đập điện thoại luôn. Ông đập điện thoại. Dạ đúng rồi, ông tức ổng đập điện thoại. Nhưng mà cũng có một đất á, chắc lúc đó đang cầm mua điện thoại máu mà con chưa cho nên sao á. Anh có hả? Ủa nó nghe nè, thường người ta đi uống bia như vậy đó là người ta không có cho quay hình, quay clip hay chụp hình, thì sao con lại lưu mấy cái clip trong điện thoại con? Bạn không quay á? Bạn con quay, bạn con lấy điện thoại con quay hả? Lấy điện thoại của bạn ông quay xong rồi gửi vô có một cái nhóm riêng á chứ? Nhóm riêng sẽ chia tâm sự đồ. Rồi sau đó con có giải thích với vợ, có xin lỗi vợ được không? Dạ có chứ, thì lúc đó thì con thấy rất là có lỗi với vợ con. Nhưng mà là con mới hứa đó đúng không? Là lần sau anh có làm vậy nữa, không để xảy ra chuyện vậy nữa đúng không? Dạ. Nãy là con bị hố đó. Nói nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới cho tới chuộc lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Dạ. Từ kế luôn cả điện thoại cắm luôn á. Là mất nhiều cái điện thoại rồi. Kép thì kép một cái như đập thì đập một cái. Còn cái nếp ruột quanh nhớ hai cái. Còn cái nếp ruột quanh nhớ mương nữa ấy. Gì? Sao? Hoặc là cái nhau đi gì á. Nhìn đây con cũng nhớ quỳnh thoại xuống mương. Hầu đó tiếp á. Mở xuống lụm. Lên xoay lại. Xài tiếp. Dạ. Xài đúng luôn. Dạ, yeah, vì bóp hôn gạo chứ. Thời đó là điện thoại gì? Hầu nếp ruột. Hầu đó xài được. À, nếp ruột á phải không? Hầu đó ráng làm. Nokia. Chẳng là lên được nếp trượt Nokia đúng không? Cái Nokia mà vòng vòng như cong cong vậy phải không? Không, nếp trượt kia nè. Số 3 đó, hơi cong cong nè đúng không? Rồi
Như vậy là con có muốn chồng con thay đổi gì không? À, nói chung thì chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn. À, biết lo vợ, thương rất là thương vợ, thương con. Với lại là cũng biết lo làm ăn, nhưng mà chỉ có điều là hơi vô tư một xíu. Hơi vô tư một xíu. Hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nha. Suy nghĩ nhiều. Do vợ suy diễn, suy nghĩ nhiều đúng không? Cô thấy vậy nè, hai đứa con á, con hôm nay là 24 tuổi, nhỏ xíu à. Con lên con 27. Con 27. Đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó. Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. 21 tuổi sanh rồi 20 tuổi là có bầu. Vậy đi đúng không? Là yeah, coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì yeah, luôn á, đúng không? Dạ, yeah, nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt. Đó, thấy chưa? Bởi vậy ha, là con phải thương vợ con á, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Đó là vô tâm là sao? Vô tâm là mình không có quan tâm đến cái cảm xúc của vợ, đến những cái điều mà vợ muốn á. Đó là vô tâm á, hiểu không? Hoặc là mình làm gì mình không có để tâm đến cái chuyện là không biết mình làm gì vợ mình có buồn không ta? Rồi mình làm vậy rồi có ảnh hưởng gì tới con mình không ta? Ví dụ đó là vô tâm đó. Nên bây giờ con tập thói quen đi. Bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó, cái con nghĩ tới vợ con, cái con của con. Chết cha, mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ. Hôm nay nhậu tới 9 giờ. Vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta? Vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta? Có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta? Ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi bạn mình được. Nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã. Rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi. Ví dụ vậy đúng không con? Có, ví dụ như con đeo là ổng đi chơi với bạn là ổng kêu thôi bây giờ vợ tao, con tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ. Thì mấy cái đó cũng có. Đó, thì cái đó là tập cái thôi là mình không có vô tâm đó. Con hiểu không? Dạ. Còn vô tư thì lại rất là tốt nha. Con thấy ổng vô tư quá. Vừa vô tư mà vừa vô tâm nữa. Thôi bây giờ gì nè. Hôm bữa nó nói với cái vụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình nó khơi lại đúng không? Và sau đó là con đã xin lỗi vợ con chưa? Dạ có rồi. Có đúng không? Nhưng mà hôm nay nhân tiện là do anh ha, cũng do chú chứ, do chú khơi lại cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây đi theo tôi, vô đây ngồi đi. Đó. Ở đâu rồi? Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó. Chắc là đào tạo chồng con kiến thức. Coi như là học một khóa cấp tốc của con. Ở đây đó. Quá trời. Biết làm gì rồi đúng không? Dạ. Người ta nói mình vô tâm vô tư đó. Rồi mình phải làm như thế nào đi? Em cần nói không? Trời. Vậy thôi nè, có nói gì nữa không? Có chứ, con chưa nói mà. Chưa nói tao nói nè, đó. Nhưng mà trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em. Thì cũng trước mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nghe em. Con nói thứ gì? Cho anh nha. Thề thứ là muốn ở tới bây giờ nha. Không thề thứ thì sợ ở tới bây giờ. Nó nghe nè. Nên thích một cành hoa nhưng mà không lẽ giờ lên chương trình mà anh bày ra cho lên mà không lẽ giờ chỉ lấy một cành hoa thì nó hơi kỳ. Bây giờ năm cành hoa vậy em thấy sao nè? Trong là cũng không biết nói sao. Con thích không món quà này? Con thích không? Dạ con thích. Con xúc động không? Dạ. Con cảm thấy yêu chồng con nhiều hơn không? Dạ con yêu từ lúc mà mới quen cho tới bây giờ, một tình yêu vẫn vậy. Bất diệt luôn. Bất diệt luôn đó. Dạ. Nên đây bây giờ cô nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc là tuyệt vời. Ok không? Dạ, cần đơn nhất là được. Và nhân đây thì anh cũng nói cái công việc YouTuber là rất là dễ, rất là thuận tiện cho con có được những chuyến đi, mà thậm chí những chuyến đi đó có thể là con không mất tiền luôn. Đúng không? Review luôn. Con sẽ kết hợp đó những cái địa điểm du lịch
Và cái thứ hai nữa, con sẽ kết hợp, con giới thiệu ẩm thực, văn đó. Hóa con người ở tại địa phương. Thì tất cả những người dân địa phương sẽ rất là chào đón con. Nghe? Dạ. Rồi, và chú hy vọng là dắt vợ đi, dắt vợ. Sau chương trình này, đúng rồi, nó đâu có thể nào đi một mình đúng được. Đúng rồi, con dặn ông đi nhiều đi. Hơn á. Thấy không? Con vợ quay cho chồng, nhiều. Chồng quay cho vợ, cũng dạ. được. Đúng không? Chúng ta kết hợp, đó là một chuyến đi của cả gia đình và với thằng cu nữa. Dạ. Đúng chưa? Thiệt và luôn. Chú mong là sau chương trình này, các con hãy thực hiện cái chuyến đi đó. Như là con đã hứa với vợ con là thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được. Thì bây giờ các con hãy làm đi. Dạ. Nghe? Ok không? Dạ. Cố gắng để mà tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại cho vợ con. Hay quá. Hay quá. Rồi. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn Lên với Nguyễn nghe. Chút nữa dạ. chúng ta sẽ gặp lại.